Chúc mừng năm mới. Khởi đầu hành trình của một năm mới, năm Nhâm Dần, Phương và Toàn sẽ đưa tới cho mọi người một loại cà phê hết sức đặc biệt và thú vị, tới từ Tanzania, mang tên Yetutamu. Thì Yetutamu là thành quả của sự cố gắng và phát triển của ba đơn vị khác nhau. Đầu tiên thì cây cà phê này được trồng bởi hợp tác xã Uru và Tujitume. Thứ hai thì trong quá trình sinh trưởng và phát triển thì cây cà phê luôn được theo dõi bởi các chuyên gia đến từ Mambu. Và cuối cùng sau khi thu hoạch và sơ chế thì những hạt cà phê này bắt đầu được đem đi đấu giá và để xuất khẩu ra nước ngoài bởi Hiệp hội Hợp tác xã AMCOS. Thì để nói thêm một chút về Mambu, thì Mambu được hình thành vào năm 2011. Và lúc bấy giờ thì founder của Mambu thấy rằng là giá cà phê đặc sản ngày càng tăng, nhưng mà người nông dân lại chưa nhận được giá trị tương xứng. Thành ra là anh mới quyết định rằng là tôi sẽ mời ba nhà nông học về để giám sát các nhóm sản xuất nhỏ lẻ của AMCOS, mục đích để duy trì được quy trình này và cải thiện được cái sản phẩm đầu ra. Bởi vì vậy thì khi mà để nói rằng là Yetutamu là một loại quả ngọt của cộng đồng cà phê Tanzania thì thực sự nó không có quá là phô trương. Trong tiếng Tanzania thì Yetutamu có nghĩa là our coffee is sweet. Điều này nói lên được là Yetutamu của chúng ta thực sự rất là ngọt theo đúng nghĩa đen của nó. Khi mà thưởng thức một cốc Yetutamu thì nó đã thay đổi hoàn toàn cái góc nhìn, cái quan điểm của Phương về cà phê ở các nước châu Phi. Thông thường thì khi nhắc đến cà phê ở các nước châu Phi, mọi người sẽ nghĩ ngay đến đó là hương hoa, là hương thảo mộc, hay là thậm chí đó là cà phê có tính axit rất là cao. Nhưng mà đối với Yetutamu, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua những cánh đồng hoang sơ, hoang dã, mà thay vào đó là đi xuyên qua những khu rừng nhiệt đới với fruity như là xoài, là cherry, hậu vị rất là sâu. Và thậm chí là cái cốc cà phê của chúng ta thì còn thoang thoảng vì ngọt đậm hương vanilla. Thì đây là một cốc cà phê thực sự gây rất bất ngờ và thay đổi quan điểm của Phương về cà phê của châu Phi. Thực sự là rất là ngọt. Tôi thấy rất là ngọt. Thì nó thay đổi định kiến của mình về cà phê châu Phi. Vì theo mình thấy thì Tanzania thì nó nằm ngay bên cạnh Kenya, nhưng mà thực sự nó không có mang những đặc tính liên quan về cà phê châu Phi, ví dụ như là floral hay là high city, mà thực sự nó rất là ngọt. Trong suốt những năm tháng làm cà phê thì Phương nghĩ là rất khó có thể tìm được một loại cà phê mà có thể gọi chiều lòng được tất cả mọi người. Nhưng mà với cái hương thơm và vị ngọt sâu của cốc cà phê như thế này, khi mà mọi người thưởng thức Yetutamu thì mọi người sẽ khó lòng nào mà quên được nó. Thì theo thông tin thì Yetutamu này được trồng ở vùng đất núi lửa là gọi là Kilimanjaro. Thổ nhưỡng ở đây được bồi đắp bởi ba ngọn núi lửa, cho nên đất đai á thì rất là giàu khoáng chất, rất là phù hợp với việc canh tác cây trồng và đặc biệt đó là cây cà phê. Ngoài cái điều kiện rất là thuận lợi từ đất thì nó luôn luôn xuất hiện một cái rào cản. Một cái rào cản cho cây cà phê thì là những cơn mưa bất chợt này thì sẽ làm cho việc sấy khô cà phê nó sẽ bị gián đoạn. Và có một cái nữa rất là rào cản, rất là bất lợi với lại cây cà phê luôn, là khi mà nhiệt độ trong ngày nó biến động, nó không có được ổn định á, thì những trái cà phê có nguy cơ rất cao là nó sẽ bị nứt vỏ. Và khi mà bị nứt rồi á thì nó sẽ ảnh hưởng tới hương vị và hạn sử dụng của trái cà phê đó. Thành ra khi mà để có một cái hạt cà phê ngon đến từ Tanzania thì tốn rất là nhiều công sức của người dân ở Uru và Tujitume. Theo như Phương tìm hiểu thì những cây cà phê đầu tiên được trồng tại Tanzania đó là trong khoảng thời gian mà Tanzania bị đô hộ tại vùng Kilimanjaro bởi các hội truyền giáo Công giáo vào cuối thế kỷ 19. Sau đó thì khi mà nhu cầu sử dụng cà phê của các nước phương Tây tăng cao thì lúc đó cây cà phê mới được trồng rộng rãi khắp tất cả các vùng của Tanzania vào thế kỷ 20.
người dân địa phương tại Tanzania xem đây là một cái cây công nghiệp được trồng rộng rãi vào năm 1919. Thì khoảng một thời gian rất dài sau đó thì bắt đầu thành lập nên các hiệp hội nông dân hay hiệp hội hợp tác xã để bảo vệ lợi ích của người dân trồng cà phê và một phần nào đó là để xuất khẩu cà phê này ra thị trường thế giới. Có hai giống cà phê rất là phổ biến tại Tanzania, đó là Kent và Bourbon. Vì hai giống cà phê này có năng suất rất là tốt, có sự cân bằng và axit cũng rất là tốt nữa. Thì Yatutamu của chúng ta cũng là thuộc hai giống cà phê này. Ừ, thì Yatutamu thì được sơ chế bằng phương pháp sơ chế ướt. Khi trái cà phê đạt được mức độ chín nhất định thì người dân bắt đầu thu gom và tập hợp lại một điểm được gọi là CBU. Ở CBU thì người ta bắt đầu xay xát và lây men cà phê trước khi đưa về hợp tác xã để phân loại bằng tay để đảm bảo sự đồng đều. Sau quá trình sơ chế mất khoảng từ 5 đến 14 ngày á, thì những hạt cà phê bắt đầu được chuyển về kho Diasalam. Khi về kho Diasalam rồi thì những hạt cà phê này được đem đi đấu giá bởi Hội đồng Cà phê Tanzania. Sau khi đấu giá xong thì cà phê nó lại được chuyển về thêm một lần nữa về hợp tác xã Mambo để họ kiểm tra chất lượng và loại bỏ các khuyết điểm trong hạt cà phê. Bởi vì đi qua những quá trình kiểm duyệt khắc cao như vậy, cho nên những hạt cà phê này khi mà truy xuất thông tin á, thì cực kỳ dễ dàng và cực kỳ minh bạch. Tanzania là một quốc gia rộng lớn và rất là giàu tài nguyên thiên nhiên, được ưu ái rất là nhiều. Nhưng mà về điều kiện cơ sở vật chất và kinh tế này ở đây thì thực sự là đang rất là kém phát triển. Vì thực ra là Tanzania đang là một trong những đất nước mà được gọi là nghèo nhất trên thế giới. Vào năm 2011 thì chỉ mới có 15% dân số của Tanzania được sử dụng điện thôi. Và giao thông tại đây thì chủ yếu là đường bộ nhưng mà đường xá rất là kém. Vậy thì điều này ảnh hưởng trực tiếp tới việc vận chuyển cà phê. Khoảng cách giữa các vùng trồng cà phê thực sự rất là xa nhau. Và để vận chuyển được cà phê đến cảng Dar es Salaam tham gia quá trình đấu giá thì phải đi qua một quãng đường rất là xa, đó là 820 km. Wow, 820 km? Ừ. Nó phải từ tính khoảng cách từ mình ra tới gần tới Sài Gòn ha? Thì rất là xa, cực kỳ rất là xa. Wow. Vượt qua những sự khó khăn như vậy, con người ở nơi đây đã thực sự rất là nỗ lực. Và Phương tin là cùng với sự nỗ lực đó, nếu mà có sự đầu tư hợp lý thì cà phê của Tanzania sẽ ngày càng phổ biến hơn đối với tất cả mọi người và sẽ có chỗ đứng trên thị trường cà phê thế giới. Thật sự là Toàn rất là vui khi mà rất là vui và hạnh phúc mà khi hôm nay có thể ngồi cùng mọi người và cùng Phương chia sẻ về những cái thông tin về loại cà phê Yatutamu này. Vậy thì mọi người đừng quên vào website 43factory.coffee để pick cho mình một box Yatutamu ha. Anyway thì chúc mừng năm mới. Cảm ơn sự lắng nghe của mọi người và hẹn gặp mọi người với loại cà phê mới ha.